Sáng 20 tháng 2, ông Nguyễn Hữu Hạnh, giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết có 460 người đang tham gia khoanh vùng dập tắt đám cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, Lào Cai. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, đám cháy rừng được lực lượng tuần rừng của Vườn Quốc gia Hoàng Liên phát hiện khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2 tại tiểu khu 286 thuộc thôn Xéo Mỹ Tỷ, xã Tả Vang, thị xã Sapa. Khu vực rừng bị cháy do Vườn Quốc gia Hoàng Liên quản lý. Đây là khu vực đồi cỏ và rừng trồng nên có lớp thực bì rất dày. Thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến lửa lan rất nhanh. Đến tối 19 tháng 2, đám cháy được xác định đã lan rộng trên diện tích khoảng 10 hecta. Cũng trong tối 19 tháng 2, tại xã Mường Hoa, thị xã Sapa, xảy ra cháy rừng ở thôn Vạn Dình Sử 1. Đến khoảng gần 1 giờ ngày 20 tháng 2, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Hiện tại xã Mường Hoa đã cử trên 30 người túc trực tại điểm cháy, đồng thời thống kê thiệt hại cũng như tìm hiểu nguyên nhân sự việc.